Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Tin nóng hôm nay của bài Việt ngữ đã cho tự do Có những nội dung chính sau đây Mời quý vị cùng theo dõi Lực lượng công an và cảnh sát cơ động của tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng rùi cui cao su để trấn áp sự phản đối của người dân thuộc nhóm dân tộc thiểu số Cờ Ho ở thôn Cờ Ren, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng khi chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công dự án hồ chứa nước Tao Huét trong ngày 20 tháng 2. Một số người dân cho đại Á Châu Tự Do biết chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng hàng chục cảnh sát cơ động với khiên chắn, gậy cao su và chó nghiệp vụ để đối phó với những người dân tay không trong sáng thứ hai, khiến nhiều người bị thương, trong đó có cả người già và trẻ em. Một người dân ở thôn Cren nói trong điều kiện ẩn danh vì lý do an toàn. Có hai ba người bị thương với lại một trẻ em bị chặt tay hay là bị sao ạ. Một người già đang làm việc nữa, không biết đỡ hay không, không biết nữa. Các đoạn video mà người dân cung cấp cho thấy hàng chục người dân Crenn đứng chặn lối vào khu vực lễ khởi công. Ngay lúc đó, lực lượng cảnh sát cơ động được điều động đến để giải tán, và hai bên xô đẩy nhau, có cảnh sát vung rùi cui rồi có cả tiếng la hét. Theo báo Lâm Đồng Online, lễ khởi công dự án hồ chứa nước Tao Hét tại thôn Crenn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, được diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 2 với sự tham dự của nhiều lãnh đạo tỉnh và huyện. Dự án có tổng mức đầu tư 981,6 tỷ đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lắp Đồng làm chủ đầu tư, trong đó có 220 tỷ đồng phục vụ công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. Báo Sài Gòn Giải phóng Online cũng đưa tin, trong ngày khởi công, nhiều hộ dân đã đến khu vực dự án phản đối với lý do chưa thống nhất trong thỏa thuận đền bù. Cụ thể, theo truyền thông nhà nước, đất sản xuất ổn định 20 năm khi áp dụng phân định đất ban lại rừng, thì người dân bị mất phần lớn diện tích, không được bồi thường, tranh lệch diện tích trong quá trình đo đạc, đền bù cây trồng, vật kiến trúc. Hiện chỉ có khoảng 30% hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền đền bù, cho dù các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc khảo sát, kiểm đếm, đo đạc để bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng từ năm 2020 đến nay. Một người dân phản đối chính sách đền bù của địa phương nói với đẻ áo Chu tự do trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh trong ngày 21 tháng 2. Người dân Kren không chống đối dự án Tawet mà chỉ muốn mọi việc minh bạch, công bố thông tin đầy đủ về dự án Tổng diện tích của dự án là bao nhiêu hecta và bản đồ dự án và chính quyền địa phương phải thực hiện đúng như thế. Trong thực tế, chính quyền không công bố các thông tin này cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án. Thêm nữa, chính quyền địa phương báo cáo giá đền bù ra động từ 290 triệu đồng, một sào đến 471 triệu đồng một sào. Nhưng trên thực tế, người dân chỉ được đền bù 170 triệu đồng một sào đất ở và 20 triệu đồng một sào đất trồng trọt. Người này cũng cho biết một trong những mục tiêu của dự án là chống ngập lụt cho khu vực và giúp tưới tiêu, trong khi trên thực tế ngập lụt không xảy ra thường xuyên và chỉ ảnh hưởng ở một khu vực nhỏ. Hơn nữa, huyện Đức Trọng đã có nhiều hồ chứa nước và dân trong vùng dư nước để tưới tiêu và sinh hoạt. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào trung tuần tháng 2 ra công văn yêu cầu chứng chỉnh tình trạng cán bộ, đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn. Công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành hôm 15 tháng 2 sau khi truyền thông dẫn phản ánh của người đi vay về việc bị ép mua bảo hiểm như vừa nêu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, cơ quan thanh tra của ngân hàng sẽ phối hợp với Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính để tiến hành thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng. Tuần qua, mạng báo tuổi trẻ loan tin dẫn bất mãn của nhiều người dân khi phải đi vay vốn ngân hàng. Họ bất mãn vì điều kiện vay buộc mua bảo hiểm nhân thọ, Cụ thể, để có thể vay 100 triệu, người vay phải bỏ ra 15 triệu đồng để mua bảo hiểm nhân thọ. Thực trạng này được nêu rõ diễn ra suốt nhiều năm qua, nhưng đến nay mới được truyền thông phản ánh. Phó Giám đốc Trung tập đăng kiểm 3502D tại thành phố Ninh Bình, ông Nguyễn Sinh Phú, vào ngày 21 tháng 2 bị bắt giam và tội nhận hối lộ. Công an tỉnh Ninh Bình thông báo biện pháp vừa nêu. Cụ thể, ông Nguyễn Sinh Phú là đăng kiểm viên, phó giám đốc trung tâm 3502D tại phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Từ năm 2021 đến nay, ông Phú nhận tiền của nhiều chủ xe ô tô để cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới và giấy chứng nhận kiểm định trái quy định. Số tiền mà ông Phú nhận được công an nói gần 400 triệu đồng. Trong ngày 21 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc thông báo việc phê chuẩn quyết định khởi tố 8 người gồm lãnh đạo, nhân viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn An Phát và Trung tâm đăng kiểm sơ cơ giới 4706D ở xã Hòa Đông, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk để điều tra hành vi nhận hối lộ. Trong số này có 6 người bị bắt giam, một người bị cấm đi khỏi nơi cư trú và một người được bảo lãnh tại ngoại. Thống kê cho thấy, tính đến cuối tuần qua, công an tại 26 tỉnh thành phố ở Việt Nam đã tiến hành khám xét trên 50 trung tâm đăng kiểm và chừng 300 người bị khởi tố về các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Toàn bộ năm tuyến cáp quan miễn kết nối Internet Việt Nam với quốc tế bị trục trặc và đang phải sửa chữa. Một nhà cung cấp dịch vụ Internet SIP tại Việt Nam cho biết tuyến cáp quan biển SMW3 Đông Nam Á, Trung Đông, Tây Âu được thông báo gặp sự cố vào sáng ngày 21 tháng 12 tại đoạn cáp nối gần Singapore. Đây là lần đầu tiên toàn bộ năm tuyến cáp quan biển nối mạng Internet Việt Nam với quốc tế cùng gặp trục trặc. Trục trặc mới nhất xảy ra vào khi bốn tuyến còn lại vẫn chưa sửa chữa xong. Như tin đã loan, hôm 28 tháng 1, thêm tuyến cáp quang IA, Intra Asia, còn gọi là Liên Á, gặp trục trặc do đứt cáp tại trạm cập bờ Singapore khoảng 130 km. Vụ việc đã làm mất toàn bộ dung lượng kết nối quốc tế từ Việt Nam đi Singapore. Vào ngày 21 tháng 1, tức 30 Tết Quý Mão, tuyến APG, Asia Pacific Gateway, bị đứt trên nhánh S9 hướng kết nối đi Singapore. Trước đó, từ đầu năm 2022, tuyến các quan AAG Asia America Gateway và AAE-1 Asia Africa Europe-1 đã gặp trục trặc và đến nay chưa sửa chữa xong. Vừa rồi là một số tin tức nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đến tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt Ngữ đã cho tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.